Phước Tứ đang đá cặp cùng với Xuân Luân ở vị trí trung vệ. Dứt điểm rất nguy hiểm, vẫn còn Gonzalo vào 1-0 cho Hà Nội TNT. Vậy là có bàn thắng săn bằng tỷ số cho BKMX Bình Dương. Của BKMX Bình Dương đang rất hy vọng. Anh Đức, như vậy là có bàn thắng thứ hai cho BKMX Bình Dương, rất đơn giản. Xuân Thành cũng mới trở lại sau chấn thương. Bây giờ thì anh phải rời sân, rất nguy hiểm. Đã có bàn thắng cơ hòa cho Hà Nội TNT. Công đầu thuộc về Hoàng Vũ Samson.